Nào, chúng ta bắt đầu các anh chị. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần khởi tạo. Và đây là cái phần đầu tiên về khởi tạo. Tôi giới thiệu chung về khởi tạo thôi. Tôi đã tạo ra một cái solution tên là thiết kế phần mềm nâng cao chương 2. Và các anh chị cũng tạo ra cái phần đó đi ha. Trong cái thiết kế phần mềm nâng cao chương 2 này, tôi đã ép vô một cái project mở đầu về khởi tạo. Các anh chị cũng làm theo tôi, thấy không ạ? Chút nữa thì tôi sẽ trình bày tóm tắt cái phần lý thuyết ở đây. Rồi song song đó là tôi đã ép existing item, tức là existing project, chứ không phải existing item. Ép một cái existing project và chúng ta lấy lại cái NTH PB để mà chúng ta phục vụ cho cái việc rằng là chúng ta sử dụng lại. Cái kỹ thuật hướng đối tượng này chúng ta nó vẫn tái sử dụng lại những cái gì mà chúng ta đã có sẵn, phải không ạ? Anh chị ép cái project này vào để khi cần chúng ta bổ sung thêm ở trong cái project trong này cũng được, phải không ạ? Nào, bây giờ là chúng ta đã đang nói về cái chuyện là khởi tạo đối tượng. Khởi tạo đối tượng. Thì phần này thì là sẽ nhắc lại một chút. Nhắc lại một chút là về những cái nguồn khởi tạo của chúng ta và sẽ mở rộng hơn. Đó, khởi tạo đối tượng. Đầu tiên là cái ý nghĩa của nó trước nè. Ý nghĩa của phần khởi tạo này là gì đây? Tức là chúng ta sẽ cái khởi tạo đối tượng này á là nó sẽ cung cấp cái đối tượng. Cung cấp cái đối tượng X tương ứng với cái đối tượng X trong thực tế. Và nó dẫn đến là sau đó có thể điều khiển X thực hiện một chuyện gì đó. Có thể điều khiển X, đó là ý nghĩa của nó. Tức là mới vào sẽ có cái khởi tạo, là để luôn luôn là bắt đầu bằng khởi tạo. Mà khởi tạo này thì nhắc lại á, thì là chúng ta có hai cái cách khởi tạo. Cách thứ nhất á, đúng không ạ? Có hai cái cách khởi tạo. Cách một á là chúng ta là sử dụng cái hàm new. Cách hai á là chúng ta sử dụng cái hàm khởi tạo ở mức lớp. Nó sẽ có hai cách như thế. Và đặc trưng của từng cách á thì là cái new thì chắc chắn tạo ra đối tượng, luôn luôn nó sẽ tạo ra đối tượng mới. Cái này thì nó có ý nghĩa là nó nhanh, thấy không ạ? Đặc điểm của nó là nhanh. Đặc điểm của nó là luôn luôn tạo ra đối tượng mới. Tại vì new mà, phải không ạ? Luôn luôn tạo ra đối tượng mới. Nhưng mà nó sẽ có cái khuyết điểm của nó, đó là sao đó? Là nó phải bảo đảm được rằng là sao, là không thể, trong trường hợp này là chúng ta là không thể có cái kiểm tra lỗi, kiểm tra và xử lý lỗi, không thể kiểm tra và xử lý lỗi. Tức là lúc này cái tham số mà đưa vào á của cái hàm new á, tham số mà đưa vào trong hàm new mà trật á, thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện rằng là cái đối tượng chúng ta vẫn new ra nhưng mà nó có lỗi, hiểu không ạ? Và cái dùng hàm new này chúng ta chỉ dùng khi mà chúng ta bảo đảm rằng không có lỗi nha. Còn cách thứ hai này á thì là xét về mặt nào đó thì nó chậm hơn. Nó chậm hơn. Chậm hơn hay là chậm hơn tốc độ gõ thôi. Tại vì chúng ta new xử lý x mở ngoặc ra cái gì đó, còn cái này là chúng ta xử lý đối tượng nó bằng là xử lý x chấm cái gì đó, thấy không ạ? À? Cái này thì là sao? Là nó có thể tạo cái đối tượng mới. Hay dùng lại một cái đối tượng đã khởi tạo. Có thể là tạo đối tượng mới hay là dùng đối tượng khởi tạo. Hay có thể là trả về nothing nếu không hợp lệ. Nếu không hợp lệ. Nếu tham số không hợp lệ.
Thì đặc điểm nó là nó sẽ cho phép, cái này nó cho phép kiểm tra và xử lý lỗi. Thì tôi nhắc nhở thêm, tại vì cái này cái phần giáo trình offline này thì dùng cho rất là nhiều cái lớp khác nhau ở những cái phần khác nhau, và tôi cũng rất là khó khăn khi mà tôi dạy phần này, là tại vì khi mà đổi á, nếu mà đổi mà cuốn chiếu á, tức là đợi cho đến khi mà học những cái phần chỉ học xong rồi tôi mới quay cái phim này luôn nữa đó, thì đâm ra nó quá chậm. Còn đổi ngay á thì nó lại có cái tình trạng như thế này á, là những cái lớp mà đang học theo cái phiên bản cũ á thì nó lại không có, không có một số phần á thì lại là nó không có phù hợp. Thì là tôi chỉ có thể giải quyết bằng cách đó là sao, là những anh chị nào nếu mà học theo cái phiên bản cũ á là tôi vẫn nhắc lại từ đầu, là một. Thứ hai là các anh chị giúp tôi thêm là bằng cách là các anh chị xem lại cái phim về cái phần kỹ thuật lập trình này mà ở trong cái phần phân tích thiết kế, các anh chị sẽ thấy là nó có rất là nhiều cái điểm giống. Đó mà như tôi nói là có nhiều chỗ nó giống tới 70%. Đó mà rồi chúng ta xem tiếp ở đây. Chứ ở đây tôi không thể mà minh họa ra hai cách khởi tạo này nữa. Hai cách khởi tạo này trong cái phim kia tôi đã minh họa rồi. Anh chị theo kiểu không ạ? Tôi vẫn nhắc lại chút nữa là cái ví dụ minh họa của tôi thì minh họa cho cái phần khác, thì nó cũng nói lại hai cái phần đó. Còn ở đây là cái nguồn khởi tạo. Nguồn khởi tạo thì nó có rất là nhiều cái nguồn. Có rất là nhiều cái nguồn. Tức là chúng ta sẽ có khởi tạo từ cái bộ nhớ phụ. Khởi tạo từ bộ nhớ phụ. Hay chính xác hơn là khởi tạo từ dữ liệu lưu trữ. Rồi chúng ta có cái khởi tạo từ cái giao diện người dùng, tức là khởi tạo từ cái dữ liệu thể hiện. Hoặc là chúng ta có thể khởi tạo từ cái đối tượng khác, tức là hay là chính xác là chúng ta dùng từ đối tượng đi ha, thì nó hay hơn. Tức là từ cái đối tượng lưu trữ, ở đây á, là từ cái đối tượng sự thể hiện, và ở đây á, là từ cái đối tượng xử lý. Và tôi lưu ý là đối tượng xử lý ở đây á, thì số nguyên số thật nó cũng gọi là những cái đối tượng luôn đó nha, theo cái quan điểm của mình. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ học kỹ lại theo từng cái loại. Khởi tạo từ đối tượng lưu trữ này á, chúng ta lại có cái thể khởi tạo từ đâu? Khởi tạo từ cái cơ sở dữ liệu, là một cái cách lưu trữ, phải không ạ? Chúng ta có thể khởi tạo từ cái tập tin XML, phải không ạ? Từ cái tập tin XML, đó là một cách khác, phải không ạ? Hoặc là chúng ta có khởi tạo từ một cái tập tin văn bản, vân vân. Vân vân, nó có nhiều cách. Miễn sao là cái dữ liệu chúng ta là lưu trữ, hoặc là khởi tạo từ một cái dòng trong cơ sở dữ liệu mà trong đó nó có một cái chuỗi XML, phải không ạ? Nó có rất là nhiều cái nguồn khởi tạo. Tôi giới thiệu chung thôi, rồi sau đó là đi qua trong từng cái phần một á, nó sẽ có những cái kỹ thuật cụ thể, phải không ạ? Rồi khởi tạo từ đối tượng thể hiện á, khởi tạo từ đối tượng, từ giao diện người dùng á, thì là chúng ta sẽ có cái phần khởi tạo từ là Windows Form chẳng hạn, từ cái giao diện Windows, phải không ạ? Từ những cái control, từ những cái control của cái Windows, phải không ạ? Với cái mọi công nghệ mà Windows á, phải không ạ? Khởi tạo từ các control của Windows, của cái Windows Form. Rồi chúng ta có thể khởi tạo từ những cái control của web form, đó là những cái nguồn khác nhau á.
hoặc là vân vân. Thì cái phần này á, nổi tiếng là từ control, mà bên trong nó sẽ chia ra rất là biến dạng, rất là nhiều kiểu khác nhau. Thì giới hạn xem xét ở đây á, là tôi cũng sẽ trong cái phần mà khởi tạo từ giao diện người dùng á, thì là tôi cũng sẽ nói ở trên cái Windows Form mà thôi, chứ mà tôi không có nói trong web form. Các anh chị tự động là chúng ta có thể phiên ngang, chúng ta làm cái phần liên quan đến web form, thì tự bản thân bên trong này cũng đã nhiều lắm rồi. Còn ở đây á, thì trong cơ sở dữ liệu tương đối là giống nhau, trong XML tương đối là giống nhau, thì là tôi sẽ minh họa cả hai cái, phải không ạ? Còn cái khởi tạo từ những cái đối tượng khác á, thì đương nhiên là thực sự là nó không có cái gì là phức tạp hết trơn luôn nữa. Ở đây thì là tôi có thể là trong cái phần mở đầu này á, tôi cho minh họa luôn, phần nào cũng có hết trơn luôn nữa. Tôi sẽ minh họa cho các anh chị cái cách để mà khởi tạo từ một cái đối tượng khác, phải không ạ? Đó là chúng ta nói đến cái những cái nguồn khởi tạo khác nhau, phải không ạ? Và trong phần này là chúng ta sẽ học. Tôi minh họa một cách đơn giản nhất có thể có ở trong phần này, rồi sẵn đó thì ôn lại luôn ha. Chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ mà tương đối rằng là khá là cổ điển, phải không ạ? Cái này một số anh chị thì đã có biết rồi. Chúng ta add một cái class, phải không ạ? Ở đây là chúng ta đặt tên nó là xử lý phân số. Chúng ta có class xử lý phân số. Thì ở trong cái class này chúng ta sẽ có cái phần là region, là cái biến thành phần. Chúng ta sẽ có cái region là hàm thành phần. Ở đây không phải region của chúng ta liền, là region khởi tạo liền. Khởi tạo cái đối tượng, nó có những cái cách như thế nào để mà khởi tạo đối tượng. Ở đây chúng ta sẽ có là khai báo là private thôi, tử số is integer. Rồi chúng ta sẽ có là private mẫu số is integer, được không ạ? Thế thì khởi tạo cái đối tượng này thì nó sẽ có rất là nhiều cách khác nhau để mà khởi tạo. Chúng ta có thể là public sub new là một cách khởi tạo, thì là chúng ta dán cho là mi chấm tử số là bằng 1, mi chấm mẫu số là cũng bằng 1, là một cách, là không có tham số gì hết trơn. Chúng ta có thể có cái hàm public sub new, chúng ta sẽ gửi qua đây là tử số e integer, mẫu số e integer, thì là chúng ta sẽ gán mi chấm là tử số bằng ms, mi chấm mẫu số bằng là ms, xin lỗi, cái này ở trên là ts. Thì cái này là lưu ý nè ha, cái hàm này nè, cái hàm public sub new này nè, là chỉ sử dụng nếu là cái tham số là hợp lệ, tức là chúng ta phải gửi qua những con số là tử số với mẫu số này là hợp lệ, thì là chúng ta mới bảo đảm là chúng ta làm cái phần này. Còn không thôi á, thì là chúng ta sẽ sử dụng những hàm là như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng là public share function khởi tạo. Public share function khởi tạo. Các anh chị vẫn đưa qua đây là cái tử số với mẫu số như thế này. Chúng ta sẽ tức là trả về một cái xử lý phân số. Đó. Thì cái này thì các anh chị sẽ có cái cơ hội để mà chúng ta kiểm tra được, phải không ạ? À? Chúng ta sẽ có cái cơ hội để chúng ta kiểm tra được là cái phần là nó bị cái chuyện gì đây, khởi tạo đối tượng and region nó bị đưa vô, nó vô lại. Ủa? Public cái share function khởi tạo, tại vì chúng ta dư cái dấu này ở đây. Đó. Chúng ta sẽ điền cái kết quả e xử lý phân số là bằng nothing,
Cái này thì có khả năng nó sẽ là trả về là cái return kết quả. Ở đây chúng ta phải kiểm tra cái tử số của chúng ta, phải không ạ? Chúng ta phải kiểm tra cái tử số. Thì luôn luôn cái hàm này nó đi kèm với nó, đó là một cái hàm kiểm tra. Public cũng share function là kiểm tra. Kiểm tra chúng ta sẽ kiểm tra là cái TS này, is integer, rồi là cái MS, is integer. Kiểm tra nó có hợp lệ hay không thì chúng ta sẽ trả về một giá trị bool. Hoặc là ở đây là tốt nhất á, tôi thường thường tôi không thích trả về giá trị bool. Tôi trả về cái giá trị string để mà đôi khi là nhập liệu đồ này nọ đó thì là chúng ta dùng nó luôn. Điểm kết quả is string. Chúng ta là bằng rỗng, phải không ạ? Rồi ở đây là chúng ta return cái kết quả. Ở đây thì chúng ta có hai cái kiểm tra. Tôi nói một TS là số nguyên dương. Tôi làm thử một cái bài này thôi nha. MS là số nguyên dương. Thì cái chuyện MS tử số là số nguyên lương này á thì là các anh chị cứ khai báo trong cái hàm kiểm tra này á, là chúng ta mới đem một cái hợp lệ is bool. Cái giá trị nó bằng cái gì đó thì cái chỗ này là hợp lệ của chúng ta đó sẽ bằng là TS lớn hơn 0 tại nó đã là số nguyên rồi. Rồi if not hợp lệ thì khi đó là chúng ta cái kết quả này của chúng ta nó sẽ end bằng, đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ thông báo lên là tử số phải là số nguyên dương. Chúng ta đưa cái thông báo như thế này. NGPB control là tiếp, đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, nếu mà tiếp tục cái phần này thì là chúng ta sẽ kiểm tra cái mẫu số là số nguyên dương, đúng không ạ? Ở đây là bằng là MS lớn hơn 0. Đó. Đây là chúng ta đưa cái câu thông báo lên là mẫu số phải là số nguyên dương, hiểu không ạ? Thì cái hàm kiểm tra này ở đây á, tôi hướng dẫn một lần cho cái phần này để mà minh họa cho nó kỹ. Phần kiểm tra này thực ra cái gốc của nó đó là chúng ta muốn sử dụng là trên cái phần này, chứ còn ngoài ra đó chúng ta có thể bọc cho nó một cái hàm kiểm tra. Mà cái này tôi nói có nhiều người chắc có thể là hơi mơ hồ nè. Chúng ta sẽ có một cái function là kiểm tra, cũng là kiểm tra luôn, phải không ạ? Chúng ta sẽ có là thể hiện tử, rồi ví dụ như là black box, rồi là thể hiện mẫu, rồi black box. Cái này là để mà bên ở trên nhập liệu á, ở đây nó cũng rồi string luôn. Đó. Thì chúng ta chỉ cần điêm cái kết quả rồi string. Điêm cái kết quả string nó sẽ bằng ra là cái hàm kiểm tra. Chúng ta sẽ đưa qua đây là thể hiện tử chấm ở đây cái nói cái này phải kiểm tra là cái chấm text của chúng ta ở trong cái trường hợp này. Cái này thì thôi được rồi, cái phần này tới cái phần kia này nói qua nó dài quá, nó loạn ý cho các anh chị. Tới cái phần giao diện tôi quay lại đi nha, tới phần giao diện tôi quay lại tôi tính chỉ luôn cái phần này mà thôi. Ở đây thì là chúng ta sẽ làm chuyện gì? Chúng ta sẽ là if trực tiếp liền. Ở đây là chúng ta sẽ là gọi cái hàm kiểm tra, mở ngoặc TS phẩy MS là bằng rỗng. Thì là cái kết quả của chúng ta đó, khi đó các anh chị mới bằng new của là xử lý phân số, mở ngoặc TS phẩy MS. Nó đi một cái bộ của nó là như thế. Cái hàm new nào mà không chắc chắn á, cái hàm new nào mà không chắc chắn á là chúng ta sẽ đi một bộ với lại là cái phần kiểm tra, hiểu không ạ? Tôi đưa như thế để các anh chị thấy rằng là ở đây là tôi lại làm tiếp một cái nữa nè ha. Tôi có thể là hàm nó có nhiều cách luôn nữa. Chúng ta có thể là public sub new. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chuỗi is string. Thì đối với cái hàm này á thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ tách nó ra. Tách nó ra thành là hai phần, đúng không ạ? Chúng ta tách làm hai phần, là cái phần về làm tử số và phần mẫu số. Thì trong cái xử lý chuỗi này thì trước là chúng ta đã có cái hàm tách đó chưa, trong cái phần xử lý này nè, phát sinh thôi,
phát sinh họ tên, tách chuỗi đây nè, chúng ta đã có hàm tách chuỗi sẵn rồi không ạ. Chuỗi phân cách chúng ta cho một dấu phẩy là default. Thì ở đây là các anh chị muốn sử dụng lại nó thì trong cái xử lý phân số này á thì chúng ta phải khai báo, phải không ạ? Chúng ta phải khai báo là chúng ta import đó, cái nth.vv, phải không ạ? Được không ạ? Thì ở đây là chúng ta chỉ cần là làm như thế là chúng ta đi m as a string, mở móc đóng móc, nó sẽ bằng là xử lý chuỗi chấm tách chuỗi, chúng ta gửi qua cái chuỗi và chúng ta gửi qua cái dấu phân cách của chúng ta là dấu xuyệt này nè, hiểu không ạ? À? Rồi sau đó là chúng ta mi chấm tử số của chúng ta đó là bằng là m 0, rồi mi chấm mẫu số của chúng ta đó là bằng là m 1. Thì các anh chị lưu ý là đối với cái phần này thì cũng giống như trường hợp ở bên đây, chỉ sử dụng nếu có tham số hợp lệ, phải không ạ? Chỉ sử dụng đối với cái tham số hợp lệ. Và nếu chỉ sử dụng đối với cái tham số hợp lệ này, tức là bên trong chương trình chúng ta chừng nào mà chúng ta gửi qua một cái chuỗi mà chúng ta biết chắc chắn là hợp lệ rồi đó, để có điều nó giúp cho chúng ta làm nhanh hơn đó, thì lập tức á là đi kèm theo cái nó là cái bộ là public share này, là chúng ta sẽ có một cái hàm là về liên quan đến cái hàm khởi tạo của nó, các bạn, public share function. À, chúng ta dùng cái hàm này thì bảo đảm hơn là khởi tạo. À, nó vẫn là cho làm cái chuỗi as a string, các bạn. Rồi as ở đây vẫn là xử lý phân số. Trong này chúng ta vẫn làm tương tự, điểm kết quả as xử lý phân số là bằng nothing. Tức là để mà có lỗi thì nó trả về nothing. Và đi kèm theo nó đó là chúng ta sẽ có một cái hàm public share function, là cái hàm kiểm tra mà với cùng tham số đó. À, chúng ta sẽ có kiểm tra cũng chuỗi as a string. Rồi kết quả trả về nó cũng as a string. Đúng không ạ? Tới đây là các anh chị làm cái chuyện kiểm tra nha, tôi sẽ không làm. As a string là bằng rỗng. Rồi return cái kết quả. À, các anh chị sẽ là bổ sung cái kiểm tra, bổ sung những cái lệnh kiểm tra. À, kiểm tra gì? Kiểm tra cái chuỗi này nó có cái cấu trúc đó đúng hay không á. Còn ở đây là chúng ta cứ việc làm là if kiểm tra, mở ngoặc ra là cái chuỗi, đúng không ạ? Thì là kết quả chúng ta sẽ bằng new xử lý phân số với cái chuỗi đó. Các anh chị thấy rằng là ở đây là tôi đã minh họa. Tất nhiên là vô trong một cái bài cụ thể á thì là chúng ta không có cần làm gì quá nhiều cái phần này, nhưng mà nếu mà vô một cái bài cụ thể nào đó là chúng ta sẽ chọn một trong những cái cách này để mà chúng ta thực hiện. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn làm cách nào rồi á thì là chúng ta sẽ bổ sung nó thêm vô, thì càng ngày á cái lớp xử lý phân số chúng ta đó nó sẽ càng có nhiều cái cách khởi tạo khác nhau. À, cái bài này là qua tới cái phần giao diện rồi tôi sẽ nói lại cách khởi tạo từ cái giao diện đó luôn nữa, được không ạ? À, cách khởi tạo từ cái giao diện đó luôn nữa cũng được. Còn nếu mà chúng ta muốn cho phân số chúng ta mới vô nó là 1 thì cũng được, còn không thôi á là các anh chị muốn mới vô cái gì cho phân số chúng ta là một con số nào đó bất kỳ, phải không ạ? Một con số nào đó bất kỳ á thì là các anh chị sẽ chịu khó là ở đây gì đây, chúng ta đem cái bộ phát sinh chúng ta sẽ sử dụng lại as new random. À, rồi ở đây là chúng ta sẽ có là bằng xử lý số nguyên, chúng ta chấm phát sinh, chúng ta có gửi qua cái cận dưới của chúng ta là 1, cận trên chúng ta có thể là không cần gửi, đúng không ạ? Mà chúng ta gửi qua cái bộ phát sinh thôi. Đó. Và ở đây cũng vậy, đúng không ạ? Chúng ta gửi qua 1 là cận dưới ít tối thiểu nó là 1 thôi, nhưng mà cận trên nó là bộ phát sinh. Thì lúc này á, là cái new ban đầu là nó tạo ra một cái phân số ngẫu nhiên chứ không phải là phân số 1/1. Trong cái new này á, là chúng ta đã dùng ra là cái chuyện là cái ngẫu nhiên rồi, kìa không ạ? À? Thường thường cái đối tượng nào nó cũng có cái new là nó tạo ra cái mới hết trơn luôn nữa, tạo ra cái mới hết. Đó. Còn sau cái khởi tạo này thì chúng ta sẽ có cái điều khiển nào đó, đúng không ạ? À?
chúng ta có thể tính tích, chúng ta có thể kết xuất nó lên, có thể gì đó vân 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 vân. Khi mà các anh chị đã khởi tạo rồi á, bằng cái nguồn nào á, thì sau đó là chúng ta vẫn có thể điều khiển, gọi là chúng ta vẫn có những cái xử lý được ở trên nó, đúng không ạ? Chúng ta có một cái region tạm thời ở đây là tôi đưa một cái là cái xử lý, đúng không ạ? Cái xử lý này á, khởi tạo này nó đi từ nhiều nguồn khác nhau, thì cái xử lý này sau này nó cũng sẽ là nhiều nguồn khác nhau, đúng không ạ? Ở đây cái khởi tạo này tôi đang minh họa, chỉ mới nói là cái khởi tạo trực tiếp từ những cái đối tượng xử lý thôi á. Còn cái xử lý này tôi minh họa một cái mà chúng ta rất là thường sử dụng, phải không ạ? Đó là chúng ta tạo cái kết xuất, chúng ta sẽ public cái function là tạo chuỗi as a string, phải không ạ? Nó cung cấp kết quả là cái chuỗi nó gì, as a string, chúng ta rồi return cái kết quả. Ở đây là tôi chỉ để minh họa thôi, bằng rỗng cái kết quả chúng ta nó sẽ end bằng mi chấm tử số, đúng không ạ? Rồi n với lại là dấu xuyệt này, n với lại là mi chấm mẫu số, đó là một cái function tạo chuỗi này là cái là thường sử dụng nhất, đúng không ạ? Hoặc là một cái hàm thứ hai là cái hàm để chúng ta có thể là tích, đúng không ạ? Một cái hàm là function là tích, mở ngoặc ra thì chúng ta phải gửi nó qua một cái xử lý phân số khác, kết quả nó sẽ trả về một cái xử lý phân số tích, nhân hay là tích gì đó, các anh chị muốn sử dụng cái nào cũng được hết trơn, tùy mỗi người thích thôi ha. Chúng ta đem cái kết quả chúng ta xử lý phân số, ở đây thì chúng ta sẽ phải new xử lý phân số rồi, new xử lý phân số rồi thì tên cái kết quả, đây là kết quả chúng ta chấm tử số. Nó sẽ bằng ra là mi chấm tử số nhân cho là ps chấm tử số, rồi kết quả chấm mẫu số nó sẽ bằng là mi chấm mẫu số nhân cho là ps chấm mẫu số, vân vân. Nó còn có nhiều cái để mà chúng ta có thể làm việc thêm những cái hàm xử lý này nữa, phải không ạ? Và ở đây thì chúng ta cũng có thể là sẽ có nhiều cái cách để mà chúng ta khởi tạo nữa, mà qua những cái phần sau là tôi sẽ trình bày, qua phần sau tôi sẽ trình bày. Thì các anh chị có thể dùng cái này rồi ở trên cái biến cố cái form 1 này của chúng ta đó, chúng ta mới thử nghiệm là chúng ta có thể đem, chúng ta đem một cái is as new xử lý phân số thì các anh chị cũng ra được cái phân số, chúng ta đem y as xử lý phân số as new xử lý phân số, chúng ta gửi qua là 1.5 là cũng được. Chúng ta điểm z e sẽ xử lý phân số bằng cái này nó dài hơn nè, xử lý phân số chấm khởi tạo, ở đây là chúng ta có 1.5 cũng được, các bạn. Thì cho dù rằng làm như thế nào x thì chúng ta vẫn có là cái phần khởi tạo, vẫn có là cái phần là tính tích. Thực ra cái hàm ở mức lớp này thì nó để chung vô luôn thôi chứ không có xài, chúng ta vẫn có tính tích ở đây, phải không ạ? Chúng ta vẫn có cái tạo chuỗi ở đây đó. Rồi y của chúng ta đó cũng vậy thôi, nó sẽ có những hàm khi mà các anh chị đã khởi tạo rồi á thì là các anh chị có thể là sử dụng nó được, có thể sử dụng nó được. Thì phần này nếu mà anh chị nào mà xem mà cảm thấy còn hơi khó hiểu á thì chịu khó coi lại cái chương 1 hoặc là cái chương 2, chương 1, mọi coi chương 1 trước, và trong chương 1 thì dễ hiểu hơn chút xíu. Tôi có nói nhắc lại của cái môn phân tích thiết kế phần mềm nha, của môn phân tích thiết kế phần mềm. Các anh chị vào trong cái kho giáo trình MBook á, rồi các anh chị sẽ vào trong cái học kỳ cuối của chúng ta, không gần gần học kỳ cuối á, trong cái kho giáo trình MBook đó thì các anh chị có thể tải về là xem phụ cái phần này. Còn nếu các anh chị hiểu tốt rồi thì thôi, không sao hết trơn. Thì tôi cũng đã nhắc lại nhiều rồi đó, nhưng không thể nào dạy y hệt giống như là dạy cái phân tích thiết kế phần mềm. Tại vì ngược lại, nghe cái phần này tôi biết có một số anh chị mà đã học môn phân tích thiết kế phần mềm mà học tốt luôn nữa thì hơi nóng ruột, sao thấy không có cái gì mới ở trên luôn nữa. Kiểu không à? Có đấy, nó sẽ có ít nhất là 30% là mới, 30% là mới. Kiểu không à? Rồi bây giờ là chúng ta tạm dừng lại ở đây. Cái phần này tôi không có cái bài tập nào cho thêm hết trơn,
Các anh chị chỉ cần làm lại đúng ngay cái phần này của tôi mà phải làm nha. Tại vì sau đó là tôi sẽ ví dụ này tôi sẽ làm tiếp luôn nữa đó nha. Phải lưu ý những đó.